Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 12 tháng 10, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban tổ chức tỉnh ủy kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng. Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Các cán bộ, đảng viên đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 về giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn, bền vững. Toàn tỉnh thu hút thêm 22 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp. Xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Yên Mỹ, làm 2 người chết và 3 người bị thương. Quý vị và các bạn, chiều nay Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Doãn Thế Cường, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng do đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành tổ chức xây dựng Đảng luôn đáp ứng tốt nhiệm vụ. Tháng 10 năm 1947, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên được thành lập là cơ quan tham mưu chuyên trách trực tiếp về công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác cán bộ. Trải qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban tổ chức tỉnh ủy và ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan, tham mưu giúp tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác tổ chức xây dựng đảng. Nổi bật là đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế, công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên được chú trọng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ ghi nhận đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức cán bộ của tỉnh qua các thời kỳ nói riêng. Nhất là trong tham mưu cho tỉnh về công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí lưu ý ngành tổ chức xây dựng đảng cần thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của ngành tổ chức xây dựng đảng, đồng chí nhấn mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, tạo chuyển biến thực sự trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và sử dụng cũng như chính sách cán bộ. Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ, tăng cường quản lý đảng viên ở cả nơi công tác và nơi cư trú, quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu của các cơ quan đơn vị có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh và trí tuệ, được rèn luyện trong thực tiễn, đi đầu trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, Ban tổ chức tỉnh ủy phối hợp cùng với các ban xây dựng đảng tỉnh và văn phòng tỉnh ủy tập trung tham mưu giúp tỉnh ủy tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, công tác phân công kiện toàn các chức danh sau đại hội và lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Sau đại hội,
ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh cần sớm giúp cấp ủy xây dựng hệ thống các quy chế, quy định về sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tham mưu trong việc phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị, chuẩn bị một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ, có tâm huyết và trách nhiệm với nhân dân, với đảng để thực hiện thành công chiến lược phát triển của địa phương và tham gia cùng với cả nước. Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng cho 24 cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp tổ chức xây dựng đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng đảng giai đoạn 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2020. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bùi Quang Huy, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo làm công tác dân vận qua các thời kỳ. Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, 90 năm trải qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử, công tác dân vận của Đảng đã có phần quan trọng trong việc vận động đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, giúp cho Đảng tập hợp được sức mạnh cả dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Hưng Yên, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu, định hướng, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác dân vận, được tỉnh ủy và các cấp ủy đảng ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt đã tham mưu triển khai phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức mới có sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Công tác dân vận của các cấp chính quyền được tăng cường và có sự đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tập trung hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, qua đó tăng cường đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò tham mưu của Ban Dân vận Tỉnh ủy, biểu dương kết quả công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng yêu cầu trong thời gian tới, Ban Dân vận cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị Hưng Yên cần tiếp tục tham mưu kịp thời và hiệu quả cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời, cần tiếp tục tham mưu thực hiện phong trào dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để có phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả. Dân vận không phải việc của riêng ai mà việc của cả hệ thống chính trị của chúng ta. Công tác dân vận của ta trong gần tới tiếp tục học tập, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc những tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài báo và trong tư tưởng của người về công tác dân vận. Chúng ta đều biết bài báo của Bác đã viết cách đây 71 năm. 71 năm trôi qua, những lời của Bác dạy vẫn còn nguyên giá trị. Thì rất mong tất cả chúng ta cùng nghiêm túc thực hiện cho được những lời dạy của Bác. Tại lễ kỷ niệm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng hệ thống dân vận tỉnh Hưng Yên bức chướng mang dòng chữ Hệ thống dân vận tỉnh Hưng Yên, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 22 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, 27 tập thể, 19 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo. Trước ngày hôm nay, trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị và các bạn, những mục tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đóng góp ý kiến. Trong đó, giải pháp phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững là một ví dụ. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hiện toàn tỉnh xây dựng được gần 500 mô hình cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tăng gần 270 mô hình so với năm 2015. Có gần 1.900 ha rau màu, cây ăn quả sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đã có 50 sản phẩm được công nhận OCOP, 80 mô hình chuỗi sản phẩm rau củ quả, thịt cá an toàn. Nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững đã góp phần tạo việc làm và làm giàu cho nhiều hộ dân. Với cái cương vị là một cán bộ đảng viên, rất kỳ vọng rằng với một cái sự sáng suốt lãnh đạo của tỉnh Nam Bộ, trong nhiệm kỳ tới có sẽ nhiều cái hướng để nhằm phát triển cái ngành nông nghiệp mang lại cái hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là hướng tới một cái nền nông nghiệp sạch, hỗ trợ bà con nông dân về cái khoa học kỹ thuật, trình độ thâm canh, thế rồi là về cái cơ sở vật chất chế biến cái hàng nông sản và bảo quản hàng nông sản, và có cái chủ trương tiêu thụ cái nông sản cho bà con nông dân được thường xuyên để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Trong phần nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nêu rõ phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững, nông dân khá giả, nông thôn văn minh, trong đó phát triển kinh tế vùng bãi phải được xác định là bước đột phá trong nông nghiệp, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa quy mô lớn, sản xuất sạch, an toàn, chất lượng hiệu quả và có sức cạnh tranh cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin, công nghệ số gắn với phát triển thương mại điện tử. Về vấn đề này, nhiều cán bộ đảng viên có ý kiến. Được sự quan tâm Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh về đến nền nông nghiệp nói chung và cái ngành hợp tác xã nông nghiệp nói riêng đã tạo điều kiện giúp đỡ hợp tác xã là phát triển trồng cây ăn quả và xây dựng các cái thương hiệu Việt Gáp cho cái cam Đồng Thanh, thì từ đấy thì cam Đồng Thanh đã có thương hiệu đứng trên thị trường. Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh thì thay mặt hợp xã tôi xin kiến nghị của tỉnh tiếp tục hỗ trợ nông dân và hợp tác xã trồng cam về khoa học kỹ thuật và xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề nữa là hỗ trợ về cái công nghệ bảo quản sản phẩm cam để kéo dài thời vụ. Rất mong là trong thời gian tới là các cơ quan của tỉnh sẽ là quan tâm hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm dưa lưới của chúng tôi để chúng tôi yên tâm sản xuất để nâng cao kinh tế cho các hộ thành viên trong hợp tác xã. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, cơ cấu giá trị sản xuất nội bộ ngành trồng trọt 40%, chăn nuôi 57%, dịch vụ nông nghiệp 3%. Giá trị bình quân thu được trên 1 hectare canh tác đạt 250 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ nông dân thuận lợi trong sản xuất, liên kết và tiêu thụ nông sản, đến nay huyện Văn Giang đã thành lập được 19 hợp tác xã hoạt động theo mô hình kiểu mới, tăng 7 hợp tác xã so với năm 2019. Các hợp tác xã này đều hoạt động có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho các xã viên. Điển hình như hợp tác xã thương mại dịch vụ nông nghiệp Long Hưng, hợp tác xã sản xuất rau quả an toàn thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng, hợp tác xã trồng tiêu thụ sản phẩm thị trấn Văn Giang, hợp tác xã hoa cây cảnh xã Xuân Quan. Trung bình mỗi hợp tác xã có từ 30 đến 50 hội viên tham gia. Các xã viên đã dồn đổi quy vùng được hàng chục hecta đất canh tác để tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa an toàn vệ sinh thực phẩm. Hầu hết sản phẩm của các hợp tác xã này đều đã được cấp chứng nhận an toàn, tạo được chỗ đứng trên thị trường, tiêu thụ thuận lợi như bưởi, ổi, cam, các loại rau củ quả. Để có nguồn cung bền vững, ban lãnh đạo các hợp tác xã còn đảm bảo cho các xã viên từ cây, con giống đến khâu chăm sóc sử dụng các chế phẩm sinh học. Năm 2019, trung bình giá trị thu trên 1 hectare canh tác của xã viên là trên 200 triệu đồng. Phát triển kinh tế theo mô hình hợp tác xã không phải là mới, nhưng qua đây cho thấy việc kinh doanh sản xuất có tổ chức là rất cần thiết và phù hợp với xu hướng hiện nay, bởi đây là cơ sở để đứng ra liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, tạo sự phát triển bền vững.
Trong 9 tháng năm 2020, tình hình dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quý 3 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 7 dự án đầu tư, trong đó 4 dự án trong nước và 3 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 340 tỷ đồng và 7 triệu đô la Mỹ. Tính chung trong 9 tháng năm 2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 22 dự án đầu tư, 11 dự án trong nước và 11 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 79,8 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 13,8 ha. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa. Cũng trong 9 tháng năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 20 dự án, trong đó 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 5 dự án có vốn đầu tư trong nước. Với vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 156,2 triệu đô la Mỹ, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng trong 9 tháng năm 2020 khoảng 236 triệu đô la Mỹ. Thực hiện thu hồi, chấm dứt hoạt động trước thời hạn 6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 3 triệu đô la Mỹ và 139 tỷ đồng. Đến nay, sau một thời gian đẩy nhanh tiến độ, công trình cổng chào phố Hiến ở cửa khẩu Dốc Đá thành phố Hưng Yên đã hoàn thành. Công trình dài 12 m nằm trên cửa khẩu cống qua đê, cổng chào phố Hiến được thiết kế hai làn, một làn phục vụ cho giao thông đi lại, một làn phục vụ cho đi bộ và xử lý kỹ thuật khi có lũ. Công trình mang đậm nét cổ kính gắn liền với kiến trúc của các di tích trong khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến với chất liệu gỗ, đá, bê tông, mái lợp ngói âm dương. Cổng chào là một kiến trúc liên hợp giữa cổng và cầu. Công trình hoàn thành sẽ tôn thêm vẻ đẹp cổ kính của khu vực, đồng thời là điểm nhấn để du khách đến tham quan chiêm ngưỡng. Dự án cải tạo nâng cấp đê tả sông Luộc, trong đó có hạng mục cổng chào đã cơ bản hoàn thành, công trình là một trong ba công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ thời gian qua, Hội Cựu Chiến binh xã Chí Nghĩa, huyện Kim Động luôn đẩy mạnh phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của địa phương. Trước đây, thôn Tạ Hạ hay xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, cờ bạc, thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc lo lắng trong nhân dân. Để góp phần bảo vệ an ninh trật tự, năm 2011, Chi hội cựu chiến binh thôn Tạ Hạ đã thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, có trên 40 thành viên cựu chiến binh để trực tiếp xử lý ban đầu khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra. Anh em tham gia trong câu lạc bộ rất là nhiệt tình, thường xuyên như vậy là tổ chức như vậy hoạt động tuần tra kiểm soát nắm bắt tình hình như vậy trong khu vực thôn, cảm hóa giáo dục. Đến nay thôn luôn luôn giữ vững cái như vậy an ninh trật tự trong thôn, không có như vậy hiện tượng cờ bạc trộm cắp xảy ra. Từ hiệu quả của câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội thôn Tạ Hạ, năm 2019, Hội Cựu chiến binh xã đã thành lập câu lạc bộ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phát huy hiệu quả, thường xuyên đứng điều tiết giao thông tại các điểm đen trên địa bàn, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật và quy định của địa phương. Không chỉ tích cực trong phong trào bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, các cựu chiến binh xã Chính Nghĩa còn đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên về khoa học kỹ thuật, giống vốn để sản xuất. Hiện nay trong xã không còn cựu chiến binh thuộc diện hộ nghèo, có nhiều mô hình trang trại do cựu chiến binh làm chủ đã cho thu nhập đạt trên 1 tỷ đồng một năm như cựu chiến binh Hoàng Văn Chủ, Hoàng Văn Hiến, Dương Văn Dũng. Trong thời gian tới thì thường vụ hội cựu chiến binh chúng tôi là bám sát vào nghị quyết của đảng ủy xã. Các câu lạc bộ chúng tôi đã làm rồi ấy, thì chúng tôi tiếp tục củng cố và phát huy cái điểm đã làm được và khắc phục những cái gì nó còn tồn tại. Tiếp tục chúng tôi xây dựng cái câu lạc bộ bảo vệ môi trường, thường xuyên là bồi dưỡng các cái nhân tố tích cực để tác động vào cái phong trào chung của toàn hội. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm Hội Cựu chiến binh xã Chính Nghĩa được các cấp tặng giấy khen, bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Vừa qua, công ty Sơn Phan Côn và các nhà phân phối Sơn Tatsu tại tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Tiên Lữ và Ân Thi. 100 phần quà bao gồm cặp sách và đồ dùng học tập được công ty trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Ngô Quyền, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và trường tiểu học Đào Dương, xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Tổng giá trị các suất quà trên 30 triệu đồng nhằm động viên các em khắc phục khó khăn vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ngày 20 tháng 9, Trung đoàn 126 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tiếp nhận 112 công dân từ nước ngoài trở về thực hiện cách ly y tế theo quy định. Đây là các công dân từ Mỹ trở về lần này thuộc 31 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay sau khi công dân về đến đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành phun khử trùng, lấy thông tin cá nhân, đo thân nhiệt và bố trí phòng cách ly phù hợp cho các công dân, triển khai canh gác, bảo đảm an toàn cho khu cách ly và sẵn sàng giúp đỡ các công dân khi cần thiết. Trước đó, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 126 đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ sẵn sàng cho việc đón công dân về cách ly. Đối với bộ phận trực tiếp phục vụ tại khu vực cách ly đều thực hiện nghiêm các biện pháp bảo hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh lây chéo tại cơ sở cách ly. Ngày 12 tháng 10, huyện Tiên Lữ phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện cứu người đợt 2 năm 2020. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy và phát huy tinh thần nhân đạo, ý nghĩa, nhân văn của việc hiến máu tình nguyện cứu người, Ngày hội Hiến máu cứu người đợt 2 năm nay tại huyện Tiên Lữ đã thu hút hàng trăm cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, hội viên, các đoàn thể, đoàn viên, thanh niên đã đăng ký tham gia. Kết quả đã thu được 171 đơn vị máu. Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết vào chiều ngày 10 tháng 10, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe con 5 chỗ với xe tải tại km 13 đường 379 đoạn gần cống Phi Phong thuộc địa bàn Yên Phú, huyện Yên Mỹ, khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Tại hiện trường, xe ô tô Kia Carin biển kiểm soát 89A16108 do chị Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1981 ở xã Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào điều khiển. Trên xe chở anh Nguyễn Hồng Tuấn, sinh năm 1974, chồng chị Ngân cùng 3 con nhỏ là cháu Nguyễn Hải Lâm, 4 tuổi, Nguyễn Hải Nam, 1 tuổi và Nguyễn Quỳnh Thu, 1 tuổi, đi trên tỉnh lộ 379, hướng thành phố Hưng Yên, Văn Giang. Đến xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ thì va chạm với xe tải biển kiểm soát 99C19233 do anh Nguyễn Văn Cường, 37 tuổi ở xã Quảng Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội điều khiển đi chiều ngược lại. Sau cú va chạm, xe con do chị Ngân bị mất lái tiếp tục va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 29H24755 do tài xế Trần Văn Tuấn, 38 tuổi ở Phú Linh, Sóc Sơn, Hà Nội cầm lái đi cùng chiều. Hậu quả, chị Ngân và cháu Thu chết tại chỗ, anh Tuấn, cháu Nam, cháu Lâm bị thương, sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tới chiều ngày 11 tháng 10, tình trạng của 3 người bị thương cơ bản đã ổn định. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được công an